Các bạn thân mến, tiết mục vừa rồi có hấp dẫn không ạ? Còn bây giờ sẽ là một tiết mục của ba cô gái cùng nhóm nhạc rất là dễ thương mà chúng mình tặng quà tặng. Đó chính là nhóm nào ạ? Nhóm nào ạ? Một tràng pháo tay cho nhóm Mây Trắng. Lời nói đầu tiên cho nhóm Mây Trắng xin gửi đến tất cả các bạn khán giả trân trọng nhất. Cô đơn em đã sống qua ngày tháng, lặng thầm yêu anh dẫu cho bao nhiêu đắng cay. Để rồi hôm nay khi lòng em đã đổi thay, một tình yêu mới xua tan đi bao giá băng. Giờ anh lại đến cho em bao lời yêu, tình yêu trong trái tim em đã tắt lịm. Vì sao khi trái tim em đang rất yêu người, thì anh tay trong tay cùng ai khác? Em đã sống qua ngày tháng, lặng thầm yêu anh dẫu cho bao nhiêu đắng cay. Để rồi hôm nay khi lòng em đã đổi thay, một tình yêu mới xua tan đi bao giá băng. Giờ anh lại đến cho em bao lời yêu, tình yêu trong trái tim em đã tắt lịm. Vì sao khi trái tim em đang rất yêu người, thì anh tay trong tay cùng ai khác? Một ngày sinh nhật của web Giai Điệu Tình Yêu. Có cần mình âm phụ không? Vâng, ngày hôm nay là một ngày sinh nhật của web Giai Điệu Tình Yêu. Và nhóm Mây Trắng đây cũng là nhiều lần rồi được đứng trên sân khấu vào ngày sinh nhật ngày hôm nay. Nhân đây thì cho nhóm Mây Trắng xin được chúc đến web Giai Điệu Tình Yêu ngày một càng phát triển hơn và được nhiều bạn trẻ yêu mến hơn nữa. Và xin chúc cho tất cả quý vị khán giả có mặt ở đây ngày hôm nay sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn rất nhiều.